Kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai, mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối vẫn tiếp tục diễn ra và dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến 40mm và có nơi là trên 70mm. Còn trong ngày, cả hai khu vực đều nắng ráo, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 cho đến 34 độ. Ở phía Bắc, từ đêm nay đến đêm ngày mai, vùng núi Bắc Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trên 100mm. Nhờ có mưa nên nền nhiệt ở đây cũng giảm xuống, chỉ trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ cùng với Hòa Bình, ngày Chủ nhật vẫn duy trì hình thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Còn với khu vực Trung Bộ, do đang chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơi, nên ngày mai toàn khu vực vẫn ở mức cao, dao động là từ 35 cho đến 37 độ. Một số nơi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 38, 39 độ. Thời tiết nắng nóng như thế này sẽ rất dễ bị say nắng hay là kiệt sức. Vì vậy, quý vị cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian trưa và chiều, bởi đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi cao hơn 40 độ, độ ẩm từ 60 đến 70%. Khu vực thành phố Vinh, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.